Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Bây giờ đang là buổi chiều ngày 16 tháng 8 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một cặp ngựa thờ hay còn gọi là ngựa thần. Ngựa thờ này được làm bằng chất liệu từ gỗ mita và mẫu này là mẫu độc quyền của chúng tôi. Hàng này là hàng đặc, hàng ghép đặc chứ không phải là hàng ngựa thờ rỗng, để quý vị có thể biết được hoặc quý vị có thể kiểm tra phần mộc trước khi sơn thì quý vị có thể biết được là ngựa rỗng hay ngựa đặc. Ngựa rỗng thì giá thành nó rẻ hơn và không bền bằng ngựa đặc. Ngựa đặc thì nó rất là cầu kỳ, kỹ và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Như quý vị đang chiêm ngưỡng đây là bờm ngựa chúng tôi cũng làm bằng gỗ. Bình thường thì trên thị trường hàng chợ thì chỉ có làm bằng cước thôi, nhưng chúng tôi đã làm bằng gỗ. Có đặc, thân cũng đặc. Và video để được phát độc quyền trực tiếp trên YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh. Và trong clip này chúng tôi cũng muốn báo với tất cả các cơ sở đồ gỗ trên toàn quốc là cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đã đăng ký bản quyền thương hiệu với Bộ Công Thương cũng như là bên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Vì chúng tôi là bằng nghệ nhân, những người nghệ nhân đã được Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng nghệ nhân năm 2018. Gần đây thì chúng tôi được biết là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám trên Phú Thọ đã ăn cắp hình ảnh những người thợ của chúng tôi sản xuất và tự nhận là đó là cơ sở của mình. Và chúng tôi đã khiếu kiện lên trên tổng đài và video của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đã bị nhà mạng xóa đi. Đây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả các cơ sở đồ gỗ không muốn làm mà chỉ muốn ăn cắp thì rất dễ ảnh hưởng đến kênh, kênh bị xóa bất cứ lúc nào, chúng tôi không cần báo trước. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật các video mẫu mới nhất độc quyền trên YouTube phát tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh nằm tại La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.